Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị tham gia chương trình này góp từ một dự án Finance. Tham gia chương trình dự án tất cả anh chị nhận được token của hiệu là BIC. Giá hiện tại con này đang list trên mã dịch, nó sẽ niêm yết trên sàn giao dịch Uniswap. Giá hiện tại một token là 15 đô của tất cả anh chị. Để tham gia dự án, tất cả các bạn anh chị tham gia click phần link mô tả mình để mở Telegram ra, bấm nút start để chat chatbot nè. Rồi, nhiệm vụ khá là đơn giản, anh chị join vào kênh Telegram. Channel của rồi anh chị join tiếp kênh Seller nữa anh chị join vào hai kênh rồi để em join sau vô rồi em join rồi anh chị bắt up lại rồi Medium anh chị follow Medium nè, mở ra bạn nào chưa có tài khoản Medium thì đăng ký một tài khoản trên Medium nha các bạn. Làm IRS thì chắc tất cả các trang mạng xã hội tất cả các bạn đều phải có hết nha các bạn. Một là Telegram, hai theo Word, ba đó là những mấy trang mạng xã hội cần thiết cho mình làm IRS nha các bạn. Rồi tất cả anh chị chưa có tài khoản vào đăng ký rồi anh chị follow nè. Tất cả này đã list trên sàn giao dịch Uniswap, giá khá là cao. Rồi tất cả anh chị bấm follow nha, vì em đã follow rồi. Ồ, vô tay cho nó cái luôn nha anh chị, vô tay nó vài cái đi, một cái thôi. Rồi tất cả anh các anh chị bạn nhấp vào cái hình đầu trang cá nhân đầu người của mình Medium nha các bạn. Rồi tất cả anh chị nhớ là cái username là a còng nè nghe anh chị. Tất cả anh chị nhớ đi, a còng anh Nhân Quỳnh 1991. Rồi tất cả anh chị bắt up lên nha. Để hồi mình khỏi. Rồi theo Word thì các bạn follow và retweet nữa các bạn. Nhấp vào theo Word nè. Rồi. Mạng yếu xìu. Để em nâng cấp máy sau làm ai góp cho nó chất lượng. Rồi theo qua thì các chị theo dõi nè. Rồi anh chị lướt xuống anh chị. Các bạn, rồi like. Tiếp ta lại nâng cái bình luận anh chị, like cho nó vài bài đi các bạn. Rồi, tất cả các bạn bắt up lại nha các bạn. Thì rồi các bạn bấm submit đi tên. Con bot nó không biết phản hồi kỳ. Rồi tất cả các bạn lướt cấp trang nha các bạn. It. Yay. It. Này. Gì. Mình không hiểu luôn. Rồi 7 đi. Các bạn anh chị bấm vào hai mình đã join hai kênh Telegram nó rồi, anh chị bấm vào các bạn hai chu the tower follow the tower the with spot rồi các bạn em the tower rồi để mình hướng dẫn cho tất cả các bạn cũ luôn nha các bạn. Rồi bạn mở the tower của mình ra nè. Rồi bạn mở rồi các bạn gỡ nha các bạn. Mình đang làm video nhiều anh chị rồi xin à cộng nè anh Nhân Quỳnh hết ta phan để em coi lên cái gỡ username em Medium cho em nè cho nó nè. Thì em đang làm makeup, đang làm quay video, có nhiều anh chị nhắn tin này nọ em trả lời không được anh chị, hoặc là nhiều khi em trả lời không được là em đang bận chay anh chị em sau khi em xem xét chị sẽ trả lời cho tất cả anh chị. Rồi thưa anh chị mở ví ERC20 ví ETH các anh chị, cái tờ giấy chocolate mình có đem
cái vé cho các bạn các bạn. Thì trong ví này các bạn không cần có ATH cũng được, các bạn mở ví ATH lên nè. Rồi bạn nào có ai góp thì xem cái video tới đây đều dừng được các bạn. Còn bạn nào chưa biết thì xem rồi các bạn gỡ xem có giá ù đồng Winter này. Các bạn mở post Telegram lên ra là các bạn bắt rồi địa chỉ C20 bạn bắt dán vào các bạn. Rồi sau khi dán vào thì các anh chị lấy cái link dép mình chia sẻ bạn bè những thằng bấm ba lên xem nhận bao nhiêu tôi cần các bạn anh chị. Quả wow, chó cái máy nó lót tức không được, tức một cái không phản hồi là mình đã nhận được anh chị. Rồi anh chị bấm vào cái phơ rồi vậy video dự án đến đây đã hoàn thành trên này gấp. Các bạn đừng quên cho mình subscribe, đăng ký, cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình video mình chào tạm biệt tất cả các bạn hết nha. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong những thời gian vừa qua nha.